Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN Youtuber Đọc truyện. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay Mời quý vị theo dõi tiếp phần 7 của tiểu thuyết Thung Lũng Cô Tan Dọc phố Yết Kiêu, hành khách đợi lấy vé đi tàu Nằm ngồi ngổn ngang trên những nóc hầm trú ẩn công cộng Đúng vào lúc kim giờ trên đồng hồ ga hàng cỏ Rơi vào con số 5 thì có tiếng rè rè phát ra Từ chiếc loa mắc ở góc bàn đầu phố Tiếp đó là mấy tiếng alo, alo, thử máy. Phố Yết Kiêu nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng cô phát thanh viên nhà ga bắt đầu rõng dạc kéo dài những tiết tấu hầu như không bao giờ thay đổi. Quý khách đi tàu chú ý, quý khách đi tàu chú ý. Chiều nay nếu không có gì thay đổi, nhà ga chúng tôi sẽ mở cửa bán vé từ 17 giờ 30 cho tuyến đường phía Nam. Quý khách đi tàu Nam xếp hàng lấy vé ở cửa số 1. Cửa số 1 bán vé từ ga Vọng đến ga Đò Lèn. Cô phát thanh viên chưa nói hết, tiếng ồn ào đã không sao kìm lại được trong đám hành khách. Hình như trong cả bài Giờ Tàu của cô, người ta chỉ cần nghe mỗi một câu cốt tử đó. Và trong cái câu cốt tử đó, người ta tập trung tất cả sự chú ý vào cái tên ga cuối cùng. Đò Lèn, thế là tốt rồi. Thế là tuyến đường sắt phía nam vẫn giữ được nguyên tình trạng của buổi chiều hôm qua của buổi chiều hôm kia cũng như của hai năm trước sau cái trận hàm rồng nổi tiếng. Mặc dầu trong hai năm qua, con số máy bay của Mỹ bị bắn rơi trên miền Bắc đã lên xấp xỉ 3.000. Niềm vui của hành khách đi tàu không chỉ dừng lại ở cung độ mà ngành đường sắt có thể phục vụ họ đêm nay. Niềm vui đó đã nhanh chóng lan truyền sang những cung độ khác, những cung độ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Người ta bắt đầu trò chuyện với nhau chuyện với cả người quen, chuyện với cả người lạ. Những câu chuyện đủ loại và độc đáo đến nỗi là chỉ có thể nghe thấy ở những ga đợi tàu. Chuyện càng nhiều, người ta đốt càng khỏe. Các chú bé bán thuốc lá bắt đầu chạy quấn lên như những âm binh bị lạc tay ấn quyết. Một chú nhỏ khoảng lên 10, một tay kẹp chiếc hộp sắt đựng thuốc lá vào nách, một tay cầm bao diêm, đứng ngơ ngác ngó quanh, rồi tự dưng đâm bổ đến trước mặt quang liến láo Thuốc anh, thủ đô hay điện biên? Chú nhỏ hỏi xong, liếm môi đợi. Quang hơi lạ, trước cách kiểu bán hàng bỏ bom khách như vậy. Nhưng anh thấy thương thương chú bé, nên khẽ nháy mắt ra hiệu. Trường Sơn thôi. Giọng chú bé hơi nản. Trường Sơn à, anh lấy cả bao nhé. Lẻ thôi, à mà cả bao cũng được. Anh mua cả bao làm gì? Trong sắc còn một tút thủ đô, ba em mua cho anh đấy thôi quế đứng bên cạnh chen vào có vẻ sốt ruột quang nhìn quế cười thôi mua một bao kỷ niệm trước khi rời đất thánh quang móc túi đưa chú bé một đồng và đón lấy bao thuốc chú bé thản nhiên nhét tờ giấy bạc vào túi quần đi thẳng quang hơi ngạc nhiên nhìn theo thấy vậy quế khẽ nhún vai tùm tìm nhìn quang kỷ niệm bốc khói dù bốc khói cũng vẫn là kỷ niệm bạn ạ Quang vừa nói, vừa ngắm nghĩa bao thuốc. Quế lại châm chọc. Chắc là anh thích cái triết lý của người anh. Triết lý gì? Quang vẫn không ngẩng lên. Họ coi quá khứ là lời tựa. Mình chưa nghe câu nói đó bao giờ, nhưng chắc mỗi dân tộc có những cách suy nghĩ riêng về quá khứ của mình chứ nhỉ? Cũng có thể như thế, nhưng... Quế đang nói thì Thảo đến, câu chuyện ngừng lại. Quang nhìn Thảo hỏi, thế nào bạn? Cứ ra ga thôi anh ạ. À. Giấy này không phải lấy vé, họ còn bảo lên tàu nếu chúng mình cần thì cứ lại toa trưởng tàu mà nghỉ. Giấy gì mà oai thế?" Quế hỏi. "Thẻ ưu tiên chính ủy Sơn cấp cho đấy." Chính ủy Sơn là bạn cũ của ba mình. Ở nhà ba mình vẫn khen chú ấy mưu trí như Khổng Minh. Rồi không hiểu nghĩ thế nào, tự nhiên Quế lại chép miệng làm việc với những ông như thế cũng thích, nhưng mà cũng kinh chết đi được. Mình cứ nghĩ cái gì là ông ấy như đã biết cả rồi, sợ lắm. Vì chưa đến giờ ra ga, nên Quang rủ Thảo và Quế lại trước cổng nhà triển lãm bảo hộ lao động của Tổng Công đoàn ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Châm xong điếu thuốc, Quang hỏi Quế. Lần này có lẽ là lần đầu tiên bạn đi xa đấy nhỉ? Đi xa thì không phải là lần đầu tiên, vì hồi đi thực tập em cũng đã mò vào tận vùng trũng chậu thèn sinh rồi cơ mà. Nhưng vào tuyến lửa thì quả thực đây là lần đầu. Mấy năm chiến tranh, em chưa vào quá vĩ tuyến 20 lần nào. Như thế chắc nhớ nhà thì ít, nhưng hồi hộp thì nhiều. Cũng không hiểu bom đạn trong ấy thế nào, chứ như ở Hà Nội, có ngày trên dưới 10 trận, nhưng cũng thấy thường. Có đêm nằm trong chăn, súng nổ ẩm ầm nghe máy bay nó rít trên mái nhà, nhưng lười cũng không muốn dậy. Có lẽ đánh nhau mãi nó cũng đầm quen Với lại xung quanh mình ai cũng vậy cả Trẻ con chúng nó cũng thế Mình sợ nó cũng không tiện Trong khi Quế và Quang nói chuyện với nhau Thì Thảo tò mò theo dõi đám thanh niên Đứng ở cạnh bức tường chắn cửa hầm trước mặt Chắc họ lại đi tiễn nhau đây Thảo thầm nghĩ và cảm thấy vui vui Như được ngắm lại hình ảnh của chính mình hơn 2 năm về trước Trông hình dáng ba anh con trai Ăn mặc đồng phục thanh niên sung phong màu cỏ úa Bề ngoài rất tương phản nhau, nhưng nhìn kỹ thì lại có một cái gì rất ăn nhập với nhau. Một anh người mảnh mảnh, có bộ tóc dày xóa xuống, che gần kín đôi mắt to một mí. Anh ta có cái tật khi nói cứ hay liếm môi. Một đôi môi mỏng dính, hầu như lúc nào cũng hơi mím lại. Đặt chiếc ba lô dưới chân, anh ta đứng tiếp chuyện với cả đám bạn nam bạn nữ, có đến 6-7 người. Vừa nói chuyện, anh ta vừa hoạt động luôn tay, khi thì nắn lại chiếc cổ áo cho một bạn nữ khi thì kéo chiếc sơ mi bỏ vào trong quần cho một bạn nam tuy người mảnh khảnh nhưng giọng nói của anh ta rất vang và tròn tiếng lúc nào nghe cũng như người đang thuyết trình vấn đề gì ngược lại bên cạnh anh ta là một anh chàng cao to sức vóc vượt hẳn anh ta đến một cỡ anh này đứng khoanh tay tựa lưng vào bức tường chắn cửa hầm cúi nhìn ngón chân của mình đang gầy gầy chiếc quai dép anh chàng thứ ba thì thấp béo phục phịch, ngồi vắt vẻo trên ngọn tường, hai chân đung đưa, mắt cứ đảo hết đám đông này đến đám đông khác. Chợt anh ta đập vào vai anh chàng cao to. Mày trông kìa, có đứa nó đựng kem ra mũ. Cả bọn ngoảnh ra nhìn, một anh chàng người đen nhẹm, đội mũ lá, quần áo lôi thôi, kéo lê đôi dép bình trị thiên mất quay hậu, đang bưng một mũ kem đi qua ngang mặt họ. Bỗng anh chàng vắt vẹo kêu lên. Tí chuột, tí chuột, a à, thằng tí chuột, khâm thiên chúng mày ạ. À. Ê, anh kem, mang đây mau lên. Anh chàng bưng kem nghe có người gọi đến tên tục của mình nhưng cũng rất bình thản nhìn lên. Khi nhận ra đám bạn cũ, anh ta hơi gục đầu xuống một tí và lừ lừ tiến lại, dáng điệu rất khôi hài. Anh chàng vắt vẻo vội vươn tay nhót một que kem rồi vừa cắn vừa hỏi. Kiếm đâu ra mũ cối sắt đấy? Mày mua kem đi tiễn chúng tao đấy à? Tí chuột lắc đầu có biết chúng mày đi đâu tao mua để tiễn tao đấy chứ sao nghe nói ngài kỹ sư trung cấp lục lộ đã đi nhận công tác rồi cơ mà ấy cũng suýt bỏ mẹ vì cái kỹ sư trung cấp ấy đấy chúng mày à chúng mày ăn đi anh chàng trượt nhận ra trong đám bạn bè có một vài bạn gái chưa quen và anh chàng hơi đổi giọng sao nghe nói các cậu đi cả hôm thứ hai rồi mình về đến nhà thấy tụi nó bảo hà nội tiễn các cậu như Thái tử nước Yên Tiễn Kinh Kha đi giết Tần Thủy Hoàng không bằng. Đúng đấy, anh chàng vắt vẻo lại lên tiếng, miệng giáo hoảnh. Đêm hoa đăng, à không phải, đêm truyền hịch mới đúng. Dừng người, dừng cờ, sân nhà hát nhân dân chật ních. Các chiến sĩ thanh niên sung phong nhà ta, mình phủ kiến lá ngụy trang, mắt nhìn thẳng lá cờ đoàn, nghe trung ương truyền hịch. Đến lúc lệnh ra quân, hấp một cái, hàng nghìn ngọn đuốc cháy bùng lên. Chà chà, dạo rực không chê được đúng là nửa đêm truyền hịch có không khí lắm mày ạ sau đó đi luôn à ừ đi luôn thế sao hôm nay chúng mày vẫn ở đây à cái đó có gì lạ các kinh kha còn phải tổ chức liên hoan tạm biệt các bạn bồ rồi mới sang đất tần được chứ với lại dân lục lộ có khác mày chẳng hiểu chó gì văn thơ cổ điển cả nửa đêm truyền hịch là mới để định ngày xuất chinh chứ đã đi ngay đâu đêm hôm ấy ba thằng tao đi tay không đến dự sau đó lại về nhà vui vẻ qua loa một lượt với các bạn. Khẩn trương thì cũng mất béng hai hôm, cũng chỉ muộn ít thôi, nhưng chúng tao đã hỏi riêng được địa điểm liên lạc rồi, không lo. Rồi quay sang tí chuột, anh chàng vắt vẻo, sút luôn bạn một cú. Thế còn mày, chuồn à? Tí chuột lúc lắc cái đầu đội mũ lá, giọng vẫn rất thản nhiên. Không phải chuồn, nhưng cũng gần như chuồn. Số tao đúng là cái số 36, chạy tóc khâm thiên thật cả bọn ồ lên cười nhưng tí chuột vẫn lạnh như không thật sầu đời tao chưa kịp khao cái kỹ sư trung cấp thì đã bị tước mất bằng rồi chúng mày ạ à. cả bọn nhao nhao sao thế sập cầu anh chàng vắt vẻo nhảy tót xuống đất mấy cô gái tròn xoe mắt lên còn anh chàng mạnh khảnh thì với tay sửa lại chiếc mũ lá trên đầu tí riêng cái anh cao to lầm lì thì vẫn không tỏ thái độ gì chỉ hơi ngẩng lên nhao nhao ngóng ngóng vừa mới ra trường, đi bắt chiếc cầu đầu tiên, chưa thi công xong thì đã sập. Tí nói giọng buồn buồn, nhưng vẫn đượm một vẻ khôi hài khó tả. Có ai bị đổ người xuống sông không? Một cô gái trong bọn hấp tấp hỏi. Tí lại lúc lắc cái mũ lá. Cũng may, cầu sập đúng vào giờ nghỉ, thành ra không ai việc gì. Sập vào giờ nghỉ à? Ừ, đúng vào giờ nghỉ chưa? Như vậy là tự nhiên nó sập. Mày thiết kế sai rồi tí ạ. Anh chàng mạnh khảnh Vừa hất mái tóc xóa xuống mắt vừa nói Sau đó ra sao Cũng chẳng sao Tao viết kiểm điểm mất 2 ngày Ngồi kiểm điểm mất 3 ngày nữa Sau đó xỏ găng an toàn lao động Vào đi vác gỗ dựng lại cầu Theo thiết kế mới của một thằng kỹ thuật khác Thấy tao chịu khó Họ cũng không động gì đến chuyện ấy nữa Nhưng tao đã có ý định của tao Tao chỉ chịu khó Làm đến lúc làm xong cái cầu đó thôi Gọi là để chuộc lỗi với đời Đúng vào hôm Khánh Thành Bọn họ tiêu tít giết chó liên hoan, tao xách ba lô chuẩn thẳng. Nghe đến đấy, anh chàng cao to, vụt biến mất vẻ lầm lì, bước sát lại cạnh tí. Mày chuồn về nhà à? Không, về nhà thì có mà om xương với ông cụ. Tao về chỗ chị tao. Chị mày ở chỗ pin văn điển ấy chứ gì? Ờ, nhưng bà ấy cũng kinh lắm. Thấy tao xách ba lô về, thoạt đầu bà ấy tưởng chú đi công tác, đi qua nên chị chị em em tơi tả lắm. Sau thấy tao cứ nằm lì ở đấy, bà ấy sinh nghi. Cuối cùng tao cũng phải nói thật. Bà ấy nghe xong vẫn vui vẻ như không. Độ vài hôm sau, tự nhiên thấy cụ bô lù lù xuống. Cụ đi cái sợp của cơ quan. Gặp tao, cụ chẳng nói chẳng rằng, bảo lên xe cụ đèo về. Tao biết nguy đến nơi rồi, nhưng không còn cách nào khác đành phải lên xe. Chúng mày biết cụ xử tao như thế nào không? Mấy cậu thanh niên chố mắt nhìn tí. Còn mấy cô gái thì cứ nuốt nước bọt ừng ực riêng anh chàng cao to đứng thọc tay vào túi quần cổ thưỡng dài ra mồm há hốc cụ bô tao thì chúng mày biết cả đấy rắn như thép mềm như jeep ô tô nghĩa là cụ đẻ ra mình cụ cõng mình trên lưng cụ cũng nhún nhảy chiều chuộng đủ thứ nhưng cuối cùng gãy thì thôi chứ cụ cũng không uốn theo mình tí nào cứ y như cái jeep ô tô thế nào thì thế cụ đèo tao về đến ngã tư nguyễn thượng hiền thấy cụ xin đường rẽ về khâm thiên tao đã bớt lo vì dù sao thì cũng được về nhà rồi. Nhưng đến lối rẽ vào chạy tóc thì cụ lại rú ga phóng thẳng. Biết là nguy, nhưng tao cũng vẫn chưa đoán được là cụ định diễn cái trò gì. Hóa ra, cụ đưa thẳng tao đến Ủy ban Hành chính khu Đống Đa. Chả là bạn của cụ nắm chính quyền ở khu này mà. Vào trụ sở Ủy ban, cụ dặn tao đến gặp luôn ông chủ tịch. Chúng mày có đoán được câu đầu tiên cụ nói thế nào không? Tí chuột ngục ngắc cái đầu rồi đằng hắng bắt trước tiếng ông cụ. Thưa đồng chí chủ tịch, tôi xin giao đồng chí một tên đảo ngũ. Hắn đã làm hỏng việc của nhà nước, hắn lại không chịu lao động để sửa chữa sai lầm. Tí trợn mắt, le lưỡi nhìn các bạn. Đã sợ chưa? Chúng mày thấy ông cụ xử ta có khiếp không? Rồi sao? Rồi ông cụ bắt tay ông chủ tịch, quay ra xe nổ máy, đi thẳng, để mặc tao chết đứng ở trước mặt ông chủ tịch, thủ trưởng ủy ban, chứ còn sao nữa. Sau khi cụ đi rồi, ông chủ tịch chẳng nói chẳng rằng, cứ vừa ký công văn, vừa thính thoáng lại túm tím cười để tao đứng chán chê rồi ông ấy mới gấp tập công văn chỉ vào cái ghế bảo tao cháu ngồi xuống đây sau khi nghe tao kể hết đầu đuôi câu chuyện ông chủ tịch hỏi tao bây giờ cháu tính thế nào thực ra thì tao cũng đã tính kế ngay từ sau khi sập cầu rồi cho nên lúc ấy nghe ông ấy hỏi tao ả à, uâm thưa bác cháu đã biết sai lầm bây giờ thì tùy bác với bố cháu quyết định thế nào cũng được ạ à. ông ấy cười rồi lại rót nước cho tao uống lịch sự lắm mãi sau ông ấy mới tỏi ra một cái giấy giới thiệu đưa cho tao đợi tao đọc xong ông ấy mới bảo bố cháu và bác phải đích thân đến gặp ban chỉ huy tổng đội mấy lần các đồng chí ấy mới nhận đấy đây là một tổ chức rất thích hợp với thanh niên thời chiến vào đó nếu cháu chịu khó theo kịp anh em thì sẽ khá đấy hiện nay đơn vị người ta đi rồi nhưng cũng vừa mới đi thôi ngày mai cháu đi ngay thì vào đến chỗ tập kết cũng chỉ chậm vài ngày rồi ông ta ghi cho tao cái địa chỉ liên lạc và dặn cố gắng cháu nhé mẹ cháu mất sớm bố cháu bận công tác nhiều lo cho cháu thế này là hết nước rồi đấy đừng để bố cháu phiền lòng rồi ông ta lại bắt tay tiễn mình ra tận cửa nghĩ cứ ngượng chín cả người anh chàng vắt vẻo hỏi thế ra chuyện mới hôm qua à ừ vào giờ này hôm qua tao còn đang đắng cả miệng mày tính về đến nhà bọn em tao nó sơ tán cả ông cụ ghi mảnh giấy cài ở cửa chìa khóa bố gửi bác ba con nấu cơm cho cả bố ăn chiều nay thế là phải chui vào bếp mẹ kiếp vừa ức vừa nóng thôi được bữa cơm mệt bác cả người tối về ngồi ăn cơm ông cụ không đả động nửa lời đến chuyện sập cầu sập cống gì cả mãi lúc nghe xong buổi phát thanh quân đội nhân dân ông cụ mới gọi tao lại hỏi con chuẩn bị xong chưa tao trả lời cụt lún, xong rồi mai con đi thấy có vẻ êm êm ông cụ mới bắt đầu đánh cái bài tình cảm ông ấy nói giải lắm mà ngó ra thì người có vẻ thương tao tệ chúng mày ạ à. mà hình như người cũng lo tao chết nữa thì phải nhưng tao vẫn chưa hả tao làm bộ liều để dọa ông cụ tao bảo bố cứ yên tâm con không làm bố phải xấu hổ nữa đâu có khi chỉ nay mai là bố nhận được giấy báo tử của con thôi nói thế chúng mày biết ông cụ bảo tao thế nào không tí chuột nhăn mặt lắc đầu thật vái cụ cả nón cụ bảo con đừng tưởng chết mà dễ chết cho đáng cái chết cũng không phải dễ đâu con ạ à. nói xong nét mặt cụ lại im phăng phắc nhưng mà nửa đêm tao tỉnh dậy hé mắt lại thấy cụ bô lúi húi nhặt nhạnh đủ thứ nhất vào ba lô cho tao rồi cụ nhìn tao thở dài tưởng tao ngủ say cụ lại còn nhìn lên ảnh mẹ tao trên bàn thờ mà khóc nữa mới chết chứ tao nghĩ bụng đúng là jeep ô tô lại bắt đầu nhũn rồi ấy thế nhưng cứ thử vớ vẩn mà không đi xem ai chứ ông cụ thì ông cụ dám quẳng tao vào địa ngục chứ không chơi đâu. Kể xong, tí mới nới quay mũ ra một chút, rồi lấy khỉu tay áo, thọc vào, lau chiếc mũ sắt đựng kem và hỏi các bạn. Thế tụi mày về đơn vị nào? P18, còn địa chỉ ông chủ tịch cho mày đâu? Tí móc túi, lấy ra một tờ lịch bàn đã nhầu đưa cho bạn. Anh chàng vắt vẻo mở tờ giấy ra xem rồi reo lên. Ngã ba thinh thình hỏi P18, tuyệt rồi, thế là mày cùng đi với chúng tao rồi trả lại tờ giấy cho tí chuột. Anh chàng vắt vẻo ngó đồng hồ rồi ngước nhìn đám bạn bè xung quanh. Tớ đề nghị phải tổ chức ngay tại đây một cuộc liên hoan. Ý kiến thằng Phong hay đấy. Anh chàng mạnh khảnh phụ họa. Liên hoan để mừng cuộc hội quân của các kinh kha, nhân tiện để tí chuột vừa khao vừa trả cái bằng kỹ sư trung cấp lục lộ để đi làm lục lộ. Nhưng mà liên hoan bằng cái gì bây giờ? Tất cả đều tỏ vẻ tán thành nhưng chưa biết nên giải quyết thế nào. Nên hướng cả vào Phong như chờ đợi ý hẳn tay này có tài về cái món này quả nhiên không phải nghĩ lâu phong quyết định liền đây là một cuộc liên hoan giã chiến không cần phải thịt cá cầu kỳ người quân tử ăn không cần no tư lệnh hậu cần quyết định sẽ khao quân bằng một chầu bia lạc tớ sẽ vào căng tin tổng công đoàn ở ngay sau nhà triển lãm này mua bia hơi còn thằng lưu phong chỉ vào anh chàng cao to đang hí húi ghi chép cái gì đó vào quyển sổ tay bọc vải anh hãy xếp ngay bút nghiên của anh lại chạy ra chỗ cửa hàng bắc nam Mua cho tôi một hũ lạc giang về đây Phong vừa nói Vừa lấy chiếc mũ sắt của tí đưa cho Lưu nháy mắt cười Phải lạc giang của lão sáu khèo ấy Mới đỡ chua răng Thật là một cuộc chứng kiến thú vị Đối với Thảo Có lẽ đây là lần đầu Thảo được thấy tận mắt Một vài chi tiết trong sinh hoạt và suy nghĩ Của những bạn trẻ ở Hà Nội Họ khuấy đảo vui nhộn, thông minh Giàu lòng, yêu ái Và dám khinh thường nhiều chuyện ở trên đời Khác với lúc ra đi của Thảo trước đây, bây giờ họ ra đi thanh thanh nhẹ nhõm quá. Không biết đấy là khí phách mang gươm đi mở nước của người Hà Nội hay là sự thích ứng mau lẹ với hoàn cảnh chiến tranh. Những người bạn ấy sẽ là những đợt sóng mới dồn vào chi viện Trường Sơn. Biết đâu cuộc chiến đấu ở Cô Ta nay mai lại chẳng có mặt những anh bạn kinh kha vừa đáng yêu vừa đáng trách này. Các phái viên bia lạc của đám thanh niên vừa đi được một lát thì báo động tiếng còi rền rĩ vang lên, nghe như tiếng một bà mẹ ngoại thành gọi con giữa một cơn rông đột ngột buổi chiều hè. Khi hồi còi cuối cùng còn đang thở dốc cái tiếng trầm trầm vang động của nó, thì khu phố ít kiêu đã không còn một bóng hành khách nào nữa. Suốt dọc phố dài, chỉ còn lại mấy ông trật tự dân phòng khu phố, đầu đội mũ cứu hỏa sơn xanh, tay đeo băng vải đỏ, đứng như những pho tượng đồng ở các ngã ba ngã tư cùng với mấy đồng chí công an. Tuy vậy, ở các cửa hầm công cộng, tình hình cũng không phải là trật tự lắm. Mặc dầu pháo cao xạ đã bắt đầu nổ dồn dập ở phía nam thành phố, hành khách nhiều người vẫn chen nhau cố nhoi ra phía ngoài để ngó một tí. Ở cửa chiếc hầm trước nhà triển lãm bảo hộ lao động, tình hình cũng như vậy. Có điều đám hành khách mất trật tự ở đây phần lớn đều là những đại biểu đang chờ đợi cuộc liên hoan biên lạc. Trong bọn họ, anh chàng Mạnh khảnh giành được một chỗ đứng tốt nhất ở sau bức tường chắn. Anh nheo mắt ngửa cổ lên trời, theo dõi trận đánh của quân ta vì không nhìn thấy gì nên nhiều hành khách trong hầm thi nhau hỏi vọng ra chúng nó vào có nhiều không có trông thấy máy bay không chúng nó xuống hay sao mà pháo bắn dữ thế nhưng anh chàng mạnh khảnh tốt số đó bỏ ngoài ta hết mọi câu hỏi anh ta đứng ung dung hưởng thụ một mình và chỉ nói những điều hoàn toàn theo cảm hứng của anh ta hay lắm máy bay ta lên rồi chà chà tăng tốc bốn thằng F trăm linh đang tháo chạy kia à sắp sửa cắn đuôi rồi nhanh lên nhanh lên anh ta vừa gieo vừa vỗ vào vai phương thảo một cách rất tự nhiên như người hà nội ơ ờ, sao lại bỏ mục tiêu thế nhỉ ôi tên lửa tên lửa chúng mày ơi anh chàng giơ cả hai tay lên làm ống nhòm aha cháy rồi cháy rồi ôi sướng quá một thằng rơi như kẻ chỉ xuống văn điển chúng mày ạ và hình như cái bệnh cố hữu của anh ta lại nổi lên anh ta phân tích trận đánh như một nhà quân sự chính cống trận đánh đẹp tuyệt pháo hất đội hình của chúng lên máy bay dồn chúng lại phía trận địa phục kích tên lửa tung cú sút quyết định tuyệt đội tuyển hà nội hôm nay chơi một trận hợp đồng đẹp tuyệt đẹp rồi quay vào phía những người trong hầm anh ta an ủi cứ yên trí ngồi đây tí nữa thôi chắc là sắp báo yên rồi thấy anh chàng liến thắng quá quang đứng ở sau lưng khẽ vỗ vai khẽ khẽ chứ để bà con còn nghe loa ông bạn anh chàng định nói câu gì nhưng vừa lúc ấy Tiếng loa lại vang lên Nên anh ta lại thôi Tiếng loa truyền đi những mệnh lệnh rõng rạc Đồng bào chú ý Đồng bào chú ý Hiện nay đang có báo động Các lực lượng vũ trang của ta Đang anh dũng chiến đấu với máy bay địch Tất cả mọi người không làm nhiệm vụ chiến đấu Hãy bình tĩnh tìm nơi trú ẩn an toàn các lực lượng công an và bảo vệ dân phố hãy kiên quyết giữ gìn trật tự an ninh trong thành phố, đảm bảo tính mạng và tài sản của đồng bào. Khi chưa có lệnh báo yên, không ai được ra khỏi hầm trú ẩn. Toàn thể đồng bào thủ đô hãy kiên quyết chấp hành điều lệ phòng không của Ban Chỉ huy Phòng không Nhân dân thành phố, góp phần cùng quân dân cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Tiếng loa ngừng lại một chút lại vang lên. Đồng bào chú ý, đồng bào chú ý, chúng tôi xin thông báo tin chiến thắng vừa nhận được. Trong trận đánh trả máy bay địch vừa rồi, các lực lượng vũ trang của ta đã bắn rơi tại chỗ một máy bay địch trên bầu trời Hà Nội. Tiếng reo tuôn ra, từ các cửa hầm làm như một nồi nước sôi bật nắp hòa lẫn với những tiếng reo còi báo yên như một đôi cánh lớn từ từ bay lên cao vút ngân động giữa bầu trời trong xanh mênh mông từ các hầm trú ẩn người ùn ùn kéo ra trong khoảnh khắc phố yết kiêu lại ồn ào náo nhiệt cái quang cảnh của một nhà ga lớn đang sắp sửa đến giờ bán vé trong khi đó ở trước cổng nhà triển lãm bảo hộ lao động cũng bắt đầu diễn ra một cuộc liên hoan tiễn đưa và gặp gỡ với phong cách lịch sự và hiếu khách của người Hà Nội, đám thanh niên đã kéo vào trong tiệc của mình ba người bạn mới là Quang, Quế và Thảo. Cái làm cho họ quen nhau lại chính là lời nhắc nhở thân ái của Quang đối với anh chàng Mạnh Khánh. Mà đến bây giờ trong lúc liên hoan, tất cả mọi người đều thân mật của anh ta là Phan Thông. Vào lúc thành phố sắp sửa lên đèn, tất cả bọn họ díu dít đèo xe đạp đưa nhau xuống ga vọng để lên tàu. Có 7 người đạp xe và có 7 người ngồi ở đằng sau xe có người im lặng nhìn những hàng ghế đá vắng vẻ trong công viên thống nhất đang thấm lạnh chiều tháng 10 Hà Nội. Có người dù gì chuyện riêng tư, cũng có người như Phan Thông vẫn liến thoáng suốt dọc đường Nam Bộ. Chào nhé, chiếc xe lưu đang phì phò sửa soạn khói ca đêm. Chào nhé, những nòng pháo duyên dáng trong vườn hoa thống nhất. Chào nhé, cái bến bùn ở đằng sau ngõ nghèo trung phụng. Chào nhé, những ô kính sáng xanh lộng lẫy trên tầng cao trường đại học Bách Khoa Chào những hộp nhà kim liên mấy hôm nào còn ồn ào tiếng trẻ. Chào những hàng cây bệnh viện Bạch Mai đang ưu tư chút lá trong vườn. Chào những tia sáng xanh trên ngọn cần xe điện. Chào sự tận cùng của một đoạn đường dây. Xin gửi lời chào Hà Nội, chúng tôi đi. Quang Thảo và Quế dự định sẽ xuống ga Phủ Lý để cùng về nhà Thảo. Chiều mai sẽ lên lại tàu đi tiếp, nhưng khi liên lạc với nhà ga, Thảo không để ý nên mãi khi tàu chạy qua ga Đồng Văn mới biết đây là chuyến tàu tốc hành đặc biệt ga đầu tiên nó dừng lại là ga nam định tình hình trở nên khó xử quang và quế bàn với nhau thảo nên xuống nam định sáng mai tìm phương tiện quay lại thăm nhà nhưng thảo ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi luôn quang và quế khuyên thảo nên quay về một mình để hai người đi trước như vậy vừa tranh thủ được thời gian vừa giải quyết được vấn đề thăm nhà của thảo nhưng thảo cũng không nghe không biết làm thế nào quang vừa làm mặt giận nhưng thảo cũng vẫn không thay đổi ý kiến Tuy kiên quyết như vậy, nhưng trong lòng Thảo cồn cào như lửa đốt và nhiều lần suýt nữa thì cô bà lên khóc. Mẹ ơi, thế là lần này con lại không có dịp về thăm mẹ nữa rồi. Mẹ đừng trách con và cũng đừng giận con mẹ nhé. Tại con gái mẹ cả thôi. Con cũng có thể xuống Nam Định, quay về với mẹ ít ngày, nhưng con không đành lòng. Con hiểu cuộc kháng chiến, có thiếu một mình con cũng không sao đâu. Nhưng con biết các anh phụ trách của con đang mong tin con từng giờ từng phút mẹ ạ. Thú thật với mẹ, con cũng muốn đưa bạn con về thăm mẹ và giới thiệu với mẹ một người bạn mới của con, mẹ ơi. Ôi, một người bạn mới của con, mẹ chưa biết đâu. Anh ấy trông cũng không khác trai làng ta là mấy, bề ngoài cũng không được như người bạn mà chắc bây giờ mẹ vẫn tưởng là đang ngày đêm thương nhớ đến con đâu. Anh ấy hiền lắm, có khi con gái mẹ bắt nạt được đấy nhưng anh ấy, ôi mẹ ơi, con đã được tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy cái nghị lực phi thường ở bên trong cái vẻ hiền lành chất phác ấy. Mẹ đừng cười con mẹ, không phải thế đâu, con chỉ muốn giới thiệu với mẹ một người bạn rất yêu rất quý của con thôi. Mẹ còn trêu con nữa là con khóc đấy, mà khóc trước mặt anh ấy thì con ngượng lắm. Con bắt đền mẹ đấy. Chào ơi, đời người con gái liệu có được lấy một lần sống trong cái giây phút tuyệt đỉnh đó không? đưa một người bạn trai hết mực thân thương tin cậy về thăm mẹ sau một chuyến đi xa rất đỗi tự hào. Cái hạnh phúc đó đã đến với Thảo chắc chắn như một vật cầm tay, nhưng giờ đây Thảo kiên quyết tạm buông nó ra vì nhiệm vụ. Nhưng trong lòng cô không sao tránh khỏi những dây dứt âm thầm. Con tàu vẫn phóng băng băng, đã qua ga phủ lý, trăng sắp mọc, đằng sau những tảng mây đen nặng chiếu ở chân trời, nứt ra một quần sáng đỏ tía. Cánh đồng vừa mở cống làm chiêm, nước dồn về mênh mông, nổi lên những ngọn sóng lăn tan màu bạc. Trên đường quốc lộ chạy song song với đường tàu, một đoàn xe kéo pháo từ phía sau đang hối hả vượt lên. Những nòng pháo lênh khênh, phủ đầy lá ngụy trang, lao đi vun vút. Thảo nghiêng người, ló hẳn đầu ra ngoài cửa sổ. Gió tạt mạnh vào mặt, làm cho Thảo cảm thấy dễ chịu. Bầu trời sáng dần, vầng trăng lấp ló ở đằng sau những lũy tre biêng biếc sương đêm dưới ánh trăng quê hương bao la trải rộng trước tầm nhìn của thảo gợi lên bao kỷ niệm ngọt ngào ở đằng sau những lũy tre mở xương kia có một nơi gọi là làng thanh nhạn ở đó thảo đã sinh ra và lớn lên thời thơ ấu của thảo là những ngày tản cư dai dẳng với hai cái tang từ mặt trận báo về hai anh thảo đã hy sinh ngày thảo cắp sách đến trường cũng là ngày bà con làng xóm giúp gia đình thảo dựng lại ngôi nhà bị giặc đốt và quật đất gây lại lũy tre vườn ôi chao những ngày ấy nắng mới đẹp làm sao nắng như một chấm mật ngọt ngào đọng lại trong kỷ niệm những tia nắng vàng màu khăn quàng đỏ tiếng trống ếch nhi đồng những đêm trăng trên sân phơi hợp tác lớn lên chút nữa khi mẹ bắt đầu tết tóc cho thảo và dạy thảo những điều kín đáo của một người con gái thì lúc ấy qua nỗi lo lắng của mẹ thảo chợt nhận ra tình thương của mẹ không phải chỉ như trời như bể mà còn có một cái gì hầu như không thể hiện được đến tận cùng nhưng nó còn lớn hơn sâu hơn trời bể rất nhiều càng lớn lên việc học hành và những công tác ở trường ở lớp càng có nhiều khó khăn vất vả những lúc ấy đôi mắt hiền từ và nghiêm nghị của bố đã giúp thảo tin rằng mọi sự khó rồi sẽ vượt qua khi còn sống bố thường dạy thảo làm người sống phải biết điều đức độ là nền gốc sự nghiệp là trái cành nền gốc xấu thì trái lép cành khô nhưng muốn nên sự nghiệp thì phải có trí. Làm người không có trí cũng như loài chim sẻ ở đầu nhà ngày, sập sập xè xè nhảy nhót kiếm ăn, tối tối chui vào lỗ che lỗ nữa, suốt cả đời cho đến lúc chết không để lại một cái gì có ích cho đời. Phải học con tằm con ong, tằm ăn dâu nhả kén, ong kiếm hoa làm mật, sống phải có ích cho xã hội. Lời bố nghe quê quê cổ cổ nhưng nghiệm ra không bỏ một điều nào. Đến tuổi thanh niên, khi những trang sách, đã buộc thảo phải suy nghĩ đến những điều hay điều giờ ở đời cũng là lúc thảo thấy mình gắn bó hơn với thầy với bạn thầy giáo như người cha thứ hai đã sinh ra và làm giàu ý nghĩa cuộc đời của thảo đã từng bước từng bước dắt thảo lên những bậc cao của ước mơ và lý tưởng con người còn các bạn chao ôi thân thương như ruột thịt chân tay chung một niềm vui chia một nỗi buồn thắm thiết cả những cơn hờn giận đầu làng thảo có đền vua lê đại hành ở đó có nhiều hoa ngọc lan thơm cả bốn mùa. Thảo và các bạn thường kéo nhau ra đấy để tranh cãi nhau, để an ủi nhau, để bàn luận với nhau nhiều điều mà có thể sẽ không bao giờ gặp ở trong đời. Nhưng chính những điều đó lại có một sức lôi cuốn kỳ lạ đến nỗi, nhiều khi sực tỉnh tất cả các bạn bỗng nhìn nhau tưởng như vừa mới dắt nhau đi lạc đến nơi nào. Ôi các bạn thân yêu, có bao giờ còn có dịp để chúng mình quay trở về với những ngày thơm ngát đó không? Con tàu vẫn phóng băng băng Nó đã đỗ ở những ga nào Thảo cũng không nhớ rõ Trăng đã lên cao Chiếu sáng những luống cày lực lưỡng Chiếu sáng những mái dạ hiền lành Chiếu sáng những lũy che dày kiên cố Chiếu sáng cả những kỷ niệm thân yêu Đang lấp lánh trong tâm hồn Thảo Con tàu vẫn phóng băng băng Hai vai đeo hai ba lô Bụng thắt một bao gạo lớn Quang co chân nhún thử tâm ván cầu thuyền rồi quay lại gọi Thảo và Quế đang đợi ở trên. Xuống thôi. Ba người lần lượt bước xuống thuyền nhỏ, cắm đầy lá ngụy trang. Đây là bến đò đặc biệt. Chỉ chờ những người đi công tác hỏa tốc nên rất vắng khách. Cô lái nhìn lên bờ, thấy không còn ai nữa, liền rút cầu chống xào đẩy thuyền rời khỏi bến. Ra hết tầm xào, cô lái mới bắt đầu xô trèo, đưa con thuyền tranh trách sang sông nắng chiều đổ dài những bóng dừa thưa thớt còn sót lại ven đê bến bờ nam ngạn những lò vôi bị trúng đạn vỡ toác há hốc cái miệng đen ngòm ngược lên một quãng về phía thượng lưu dãy nhà trên phố hàm rồng cháy trụi mặt đê phơi trần ra tưởng như xưa nay chưa hề có một ngôi nhà nào dựng lên ở đấy lui vào phía trong đê một chút giữa những đống gạch ngói đổ nát chỉ còn lại một bức tường nhà câu lạc bộ công đoàn bốc vác bến hàm rồng đứng trơ trọi một mình với những ô cửa long lở cảnh tàn phá kéo dài lên đến tận cầu hàm rồng chiều đã muộn bóng núi phủ lên thành cầu những đường viền sậm tối càng làm cho những nhịp cầu trở nên gân guốc hình ảnh đó tương phản một cách kỳ lạ với cái vẻ mênh mông trầm lặng của dòng sông dòng sông quê hương chính ở nơi đây quang đã cất tiếng chào đời trong nỗi cay cực của một gia đình phu lục lộ ngay từ khi đôi mắt thơ ngây của quang bắt đầu biết nhìn sự vật xung quanh quang đã trông thấy cái xe lu của bố Chào ôi cái xe lu Thoạt đầu nó hiện lên trước mắt quang Như một con quái vật đen xỉ Tiếng của nó ầm ầm Lấn át hết mọi thứ tiếng xung quanh Nó thở phì phò như những con trâu đầm dưới nước Và nó đi nặng nề y ạch Không thể so sánh với cái gì được cả Cứ thế Nó ầm ĩ suốt ngày Nhưng đến tối lại thấy nó chỉ đứng cách chỗ hôm qua đấy Không đầy vài chục bước Những buổi chiều Khi ánh nắng đã xẻ nan quạt Ở đằng sau dãy núi Đông Sơn Quang thấy bố tử trên chiếc xe lu bước xuống mặt mũi nhỏ nhem phờ phạc. Trông thấy Quang, bố gắng gượng hé một nụ cười mệt nhọc, cúi xuống bế bổng Quang lên, cọ cọ hàm dâu bàn chải vào cổ Quang, làm Quang cười sằng sặc. Trên đường về, ngồi trên vai bố, Quang thường hay thục bàn tay nhỏ xíu của mình vào mái tóc bù xù đầy bụi than của bố và áp mặt hít hít cái mùi khen khét của khói nhựa đường đã ngấm vào chân tóc. Nhà Quang ở trong xóm Nghĩa Phương, một xóm nhỏ nằm đón ngay ở cuối dốc đầu cầu xóm nghĩa phương bán công, bán nông, thợ thuyền ở lẫn với dân cầy. Nhà quang thuộc loại nghèo nhất xóm, một túp lều so dúi vừa ở, vừa nấu nướng ở bên trong. Bố quang làm nghề lái xe lưu không biết từ bao giờ, nhưng từ lúc bé đến khi lớn lên, quang vẫn thấy bố, lúc thì làm ở khu vực đầu cầu, lúc thì làm ở trong thị xã. Mẹ quang làm phu khuân vác ở bến thuyền. Năm quang lên 4 tuổi, thì mẹ bị chết đuối, trong khi vớt củi ở ngoài sông. Từ đấy, Hai bố con lủi thủi sống với nhau. Có nhiều khi bố đi làm mang luôn Quang đi theo trên xe. Chiếc xe dần dần biến thành căn nhà Quang lớn lên và ở ngay ở căn nhà đó. Và những kỷ niệm thời thơ ấu của Quang cũng gắn liền với cuộc đời xe dịch của chiếc xe lu. Ngày cách mạng tháng 8 thành công, Quang được nhìn lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên cũng ở trên chiếc xe lu của bố. Hôm ấy, bố Quang lái chiếc xe lu có cắm một lá cờ đỏ bằng chiếc chiếu dẫn đầu đoàn biểu tình của xóm Nghĩa Phương đi chiếm tỉnh. Ôi chao, chiếc xe lưu hôm ấy mới đẹp làm sao? Bố Quang đã bỏ ra một nửa ngày để lau chùi chiếc xe sạch bóng và dán lên những khẩu hiệu mới tinh bằng giấy đỏ. Khi những người đi biểu tình đã tề tựu đông đủ ở đằng sau xe, bác Tám, vốn làm phu khuân vác ở bến hàm rồng, nhảy lên cạnh ghế lái bảo bố Quang. Ta đi hầy. Bố Quang ngoái lại đằng sau một lượt rồi dẫm mạnh cần lái. Chiếc xe ầm ầm chuyển động làm Quang thấy dạo dực cả người. Lúc ấy Quang chưa biết thế nào là chiếc xe tăng, thế nào là một chiếc chiến xa để mà so sánh. Nhưng chiếc xe của bố hôm ấy cũng đẹp biết chừng nào. Gió biển thổi vào, lá cờ bay phần phật như những lớp sóng đỏ trồm lên chiếc mũi xe. Tiếng đất đá bị nén căng, dạn vỡ dưới mặt đường. Hôm ấy, bố Quang đã đốt toàn than tốt nên tiếng máy nện đều và âm vang như đếm nhịp cho tiếng hát cao rộng của đoàn biểu tình cứ nối dài ra mãi ở phía sau xe. Cùng nhau đi hồng binh. Sau cách mạng, bố Quang vẫn lái xe lưu, nhưng số phận của Quang đã bắt đầu đổi khác. Quang được đi học. Bố Quang cũng dựng lại được một gian nhà khá hơn trước một chút. Những năm đầu kháng chiến, bố Quang ở trong đội phá hoại giao thông của tỉnh chuyên đi phá đường. Cho đến mùa thu năm 50, đúng vào những ngày đầu của niên học mới, quang đang ngồi trong lớp nghe thầy giảng cuộc kháng chiến của ta đã chuyển sang giai đoạn mới thì nghe tiếng xe lu thúc mạnh ở đầu dốc rừng thông bố quang đã trở lại với chiếc xe lu ông lại kiên nhẫn lèn lấp những đoạn đường mà trước kia chính tay ông đã phá đi ngăn quân giặc sau ngày hòa bình lập lại ít lâu trong bữa cơm tiễn quang đi học ở hà nội bố quang chống đũa xuống mâm bảo quang bố dốt bố không được học nay con đi bố chỉ có một điều để dặn sau này con học gì con làm gì con cũng đừng quên bố với chiếc xe lu giả nua cũ kỹ ở cái đất hàm rồng này bố ơi cái gì có thể làm con quên được những năm tháng đắng cay gan góc mà bố đã nghiến răng chịu đựng để nuôi con khôn lớn thành người con đường dài rộng mà chúng con đi ngày nay chính là bắt đầu từ những vết xe lu cần cù gian khổ của bố ngồi trên con thuyền nhỏ đi trên dòng sông quê hương Ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu Quang thấy thương bố vô vàn Ông cụ có lẽ suốt đời Chỉ bầu bạn với chiếc xe lu Không hiểu lâu nay Chúng đánh phá ác liệt như vậy Bố đi đâu Chiếc xe lu của bố Có còn vung chiếc bánh đà lực lưỡng Thúc ẩm lên ở khu vực hàm rồng nữa không Những con đường ở đây còn hay mất Xóm nghĩa phương bom đạn ra sao Từ ngày vào mở tuyến trường Sơn Quang chỉ nhận được có một lá thư của bố Cách đây 6-7 tháng Trong thư ông cụ nói vẫn làm việc ở đoạn đường gần đầu cầu Hàm Rồng. Chuyến đi này, Quang định tạt qua thăm bố một lúc, nên ngay sau khi xuống, Quang Quế và Thảo đã tạm chia tay mấy người bạn Hà Nội, tranh thủ đi bộ suốt ngày để kịp đến đến Hàm Rồng trước khi trời tối. Thuyền cập bến, Quang chào cô lái đò một rồi bước lên bờ. Leo lên hết cây dốc đê thì trời sắp tối. Quang quay lại dặn Thảo và Quế. Sẵn sàng nhé, sắp qua trọng điểm đấy. Nhọ mặt người thì họ đến trạm bơm tuần hoàn nhà máy điện hàm rồng tầng gác trạm bơm đã sập những hô bom chi chít vây quanh cả khu nhà may lô cốt cạnh đó cũng chỉ còn lại đống gạch ngói đổ nát quế suýt xoa ác liệt nhỉ bỗng thảo kêu lên anh quang có máy bay tất cả dừng lại lắng nghe và ngó quanh tìm chỗ trú ẩn nhưng quang vội xua tay bước đi không phải đâu máy chạy đấy vừa nói anh vừa chỉ vào trạm bơm tuần hoàn dần dần thảo và quế mới nhận ra từ dưới hầm bơm vẳng lên những tiếng vo vo đều đặn. Quế có vẻ ngạc nhiên. Trong cái nhà ấy đổ rồi mà vẫn có máy chạy ở trong ấy à? Chỉ đổ tầng trên thôi. Nhà máy điện ở đây vẫn hoạt động. Quế lại càng kinh ngạc. Điện à? Sao không thấy điện? Thực ra chính Quang cũng hơi lạ điều đó. Mặc dù anh biết chắc máy bơm chạy tức là nhà máy đang sản xuất nhưng không hiểu tại sao khắp vùng không thấy một ánh điện nào kể cả khu vực trung tâm nhà máy. Vì xa quê đã lâu, nên anh không thể nào hình dung được cuộc chiến đấu ở quê hương anh đang trải qua những thử thách ác liệt như thế nào. Cuộc đọ sức với địch ở thung lũng hàm rồng thực ra cũng không kém gì cuộc đọ sức với chúng nó ở lòng chảo cô tan. Vừa đi, Quang vừa chú ý quan sát xung quanh. Nhờ cái dốc đầu cầu đổ xuống, nên anh nhận ra được xóm Nghĩa Phương. Nhưng trước mắt Quang lúc này, xóm Nghĩa Phương chỉ còn là một khu đất ngổn ngang gò đống và dày đặc hố bom. Trong bóng tối mờ mờ, anh không thể hình dung được đâu là miếng đất của ngôi nhà hai bố con anh đã ở. Xóm Nghĩa Phương đã hoàn toàn bị tiêu hủy, không còn sót một gốc cây, một mảnh tường. Cả đến gạch ngói, che pheo cũng bay đâu mất sạch. Chỉ còn lại có con đường. Con đường lớn đổ xuống từ đầu cầu, vẫn chạy qua trước xóm và bò quanh lên sườn núi cánh tiên. Điều làm cho Quang ngạc nhiên là con đường đó vẫn là con đường giải nhựa. Nhưng nghe tiếng sỏi giam lạo xạo dưới chân anh biết là con đường mới sửa đột nhiên anh nhận thấy có mùi nhựa đường phảng phất bay trong không khí một niềm vui ập đến với anh có lẽ bố vẫn ở đây quang rảo bước mùi nhựa đường mỗi lúc một quyện nồng trong gió núi lên khỏi dốc cầu chui vượt qua sườn nhà máy điện quang như muốn reo lên khi nhận ra cái mùi khét lẹt rất quen thân của chiếc xe lu vừa tháo lửa đây rồi đúng là chiếc xe lu giả nua cũ kỹ của bố đây rồi dưới hàng phi lao thưa ven đường nó hiện ra lênh khênh dài ngoãng bao nhiêu năm mà cũng không gầy không béo hơn xưa nhưng sao thế này chiếc ống khói cao lêu đêu của nó đã bị phạt chéo đi một mảng lớn ngực quang nhói lên một cái anh hình dung chiếc xe lu đang lầm lì đứng giữa trận mưa bom bố đâu rồi bố ơi quang khàn giọng gọi không có tiếng người thưa chỉ nghe mạch nước ngầm trong vắt đang âm ỉ tràn ra từ sườn núi cánh tiên lát sau có tiếng người lao sao từ phía xóm đình hương tiến lại một tốp công nhân nhà máy điện đi ra nghe quang hỏi họ dừng cả lại sau khi biết quang là con trai người lái xe lu họ lặng lẽ nhìn nhau như không muốn trả lời người quang run lên anh quăng cả hai chiếc ba lô xuống đất xô lại túm chặt lấy một người trong bọn làm sao rồi bố tôi làm sao rồi tại sao các anh lại im lặng thế không sao đâu nhưng bọn mình không được rõ lắm cậu đừng cuống phải hỏi mấy anh em giao thông hai ở đây mới đích xác được. Nhưng có làm sao không? Những người lái xe lùa ở đây có ai làm sao không? Người bị hỏi lặng im ái ngại nhưng cuối cùng cũng phải trả lời. Xe lù thì hàng ngày vẫn làm ở đây, vẫn có người lái. Nhưng theo chúng mình biết thì đã có hai người nằm lại nghĩa địa của nhà máy chúng mình rồi. Nhưng cậu đừng cuống, phải hỏi cho đích xác đã. Chúng mình không biết rõ hai người ấy là ai đâu, chỉ biết là cũng đã có tuổi. Thôi chúng mình phải đi, đến giờ thay ca rồi, Cậu tạt vào cái khe núi bên tay phải đây này Cánh giao thông họ vẫn hay ở đấy Anh thợ điện nắm chặt bàn tay quang Khẽ rung rung Đi xa về Thôi cứ bình tĩnh Chưa chắc đã phải đâu Ở đây bọn này cũng thế cả thôi Đi nhé Quang kéo Thảo và Quế Chạy gần đến khe núi trước mặt Quãng đường thay đổi nhiều quá Những cánh rừng thưa hai bên Đã bị phạt quang Nhà cửa cũng không còn Vượt qua khu lán ổi Quang dừng lại trước một khe núi hẹp lớm chởm những đá. Phải thật tinh mắt mới có thể nhìn thấy ở trong đó có một túp nhà. Quang rẽ vào, khu nhà im ắng vắng ngắt. Quang hơi thất vọng. Anh ngó qua khe cửa liếp, trong nhà tối om nhưng phảng phất có mùi cơm chín bay ra. Anh hồi hộp đập cửa gọi, có tiếng một cô gái hỏi vọng ra. Ai đấy? Cho tôi hỏi nhờ một tí. Quang nghe rõ tiếng giày vải bước trên nền đất. Cánh cửa liếp hé mở, cô gái ló đầu ra nhìn. Ai hỏi gì đấy? chị cho tôi hỏi thăm ở đây có ai là cụ ngạn không anh hỏi cụ ngạn nào cụ ngạn nhà máy điện cụ ngạn gác tàu hay cụ ngạn hồ lô ở đây có những ba cụ ngạn cơ tôi hỏi thăm cụ ngạn hồ lô anh ở ti hay là ở đoàn về tôi là con trai cụ cô gái hé rộng cánh cửa ra nhìn có vẻ không tin anh ở đâu về tôi đi công tác qua ghé thăm bố tôi một tí tôi là quang đây mà bố tôi đâu chị Cô gái nghẹn ngào đứng tránh sang một bên. Anh về muộn quá, mới tối hôm qua. Một lần chớp xanh lét, lòe lên phía ngã ba hồ gạch. Tiếp theo là tiếng nổ dữ dội. Một con chim núi từ trong hốc đá giật mình bay vụt lên, vương vãi những tiếng tích tích trên sườn đồi. Chạm núi chuồi ở ngay đầu tuyến 27. Ở đấy có một chạm barrier làm nhiệm vụ điều độ xe vào tuyến một ít kho tàng hậu cần và một phòng thường trực tiếp khách. Không biết ai đã đặt cho cái tên là khách sạn phố chuồi. Ai đã có dịp vào thăm khách sạn phố chuồi, ắt phải biết một người tên là Nguyệt. Nguyệt là một cô gái khoảng 24-25 gì đó, người to lớn khỏe mạnh, nói tiếng Hà Tĩnh, có đôi mắt và nụ cười rất xinh, nhưng đứng về phương diện một cô gái còn đang thời kỳ tuyển phụ. Phụ ở đây là tiếng ngành nghề chứ không phải là tiếng Hán. Thì Nguyệt cũng bị hai cái yếu. Thứ nhất là giọng nói của cô hơi to quá mà lại ồm ồm như giọng đàn ông. Thứ hai là cô bị lăng đen khá nhiều ở mặt và ở cổ. Cô đã chữa bằng cả nhựa đường nhưng cũng không khỏi. Nhưng cũng có lẽ cũng vì những nét tương phản đó mà ai cùng ai cũng dễ nhớ cô. Nhất là có dịp tiếp xúc với cô thì một người dù có bụng để ngoài ra đến đâu cũng không sao có thể quên được. Tính tình của cô thật dễ thương. Cô vừa là chủ khách sạn vừa là nhân viên phục vụ khách sạn vừa là người nhận giấy giới thiệu, ký giấy đi đường, vừa là người nhận và truyền đạt những ý kiến của ban chỉ huy tuyến đối với những người đang cần đợi những ý kiến đó, đồng thời cũng là người thanh toán tiền ăn, chấm cơm, câu gạo, chia thuốc lá, rửa nồi, gánh nước hái rau và nhiều khi cũng vào bếp nấu cơm cùng với các cô cấp dưỡng của khách sạn. Còn trong những buổi liên hoan mà cái khoản này thì ở khách sạn thường xảy ra luôn thì cô lại vừa làm ban tổ chức vừa là người đại diện cho tuyến để nói những điều long trọng có tính chất nghi thức đồng thời cũng là một văn công nghiệp dư tổng hợp, có thể hát hò, ngâm thơ, chèo kịch và có thể biểu diễn cả vũ thuật nữa. Mà điều quan trọng nhất là tất cả những tiết mục đó, cô đều có khả năng làm một mình, kể cả diễn kịch. Cô lại sáng tác cả thơ nữa, mà thơ của cô có kém là kém so với các nhà thơ chuyên nghiệp có tài thật sự. Chứ đối với những nhà thơ mới nổi tiếng vì dăm bảy bài đăng báo thì cũng chưa chắc đan thua gì với cô. Nói tóm lại, cô là một người phụ trách rất đạt yêu cầu đối với cái khách sạn kiểu tiền phương như vậy cho nên khách đi đường đã có câu ca ai qua khách sạn phố chuồi có nghe cô nguyệt giữa nổi ngâm thơ người đâu gặp gỡ bao giờ thoáng trong khói lửa đã tơ tưởng lòng và có lẽ cũng vì công tác ở một cái đầu mối đi về như thế cho nên người ta cũng đồn đại khá nhiều giai thoại về cô nói đến những giai thoại của cô nguyệt ở khách sạn phố chuồi thì nếu đằng thẳng ra phải kế độ một tháng mới hết mà phần lớn những giai thoại đó đều có tính chất tinh thần thượng võ cả chẳng hạn khi nguyệt còn làm b trưởng một b vận chuyển đặc biệt chuyên vác gạo và tải thương binh ở khu vực đèo một trong một chuyến cáng thương đơn vị có bốn cô yếu nhất được phân công khiêng hai cậu lính trẻ nhưng khi vượt đèo một cả bốn cô đều y ạch mà hai cậu lính cũng kêu trời thấy vậy nguyệt ngẫm nghĩ một lát cô bê luôn hai cậu lính hai tay phóng một mạch qua đèo. Lúc đầu hai cậu lính nhà ta còn vùng vằng đòi xuống vì ngượng chứ không phải vì đau. Nhưng sau khi nghe Nguyệt quát lên. E răng mặc cựa rớt, biệt kích hoạt động ở trong tê rẻ. Các đồng chí ưng bày tôi không hoàn thành nhiệm vụ hứ. Thế là nằm im. Hoặc như chuyện Nguyệt làm bà lang hen chẳng hạn. Ở đơn vị thỉnh thoảng lại có người mắc bệnh hen. Bệnh hen vốn không phải là một bệnh dễ chữa. Hơn nữa điều kiện thuốc men về cái bệnh đặc trùng ấy cũng hiếm. Từ cán bộ y tế đến lãnh đạo đơn vị rất lo anh chị em cũng lo một hôm nguyệt nghe một người dân trong bản nói là nếu bắt được kỳ đà lấy mật nấu cháo cho ăn thì khỏi bệnh thế là xảy ra một cuộc săn kỳ đà ở quãng suối chảy qua đường bị nhiều người đuổi chú kỳ đà cuống lên chui luôn vào cống phải nói rằng cái giống này nó khỏe một cách kỳ lạ chả thế mà dân lái bè vẫn hay dùng nó để thay cho mỏ neo muốn neo bè neo thuyền ở chỗ nước chảy mạnh họ cho kỳ đà bám vào đá rồi tròng dây vào đầu nó buộc. Lũ tháng 9 cũng không trôi được bè của họ. Ở trong cống, một mình kỳ đà chống cự với 5 người, vừa trai vừa gái mà vẫn không làm gì được nó. Thậm chí, có anh còn chảy máu nữa. Nguyệt vào, chú kỳ đà đang cắm đầu xuống đất, bám chắc vào một tảng đá, trông như một loài sinh vật đã hóa thạch. Nguyệt sẫn lại, tóm lấy hai chân trước của nó, bóc mạnh. Con vật bị hững một cái, hai chân sau chới với, dãy rụa rồi cũng rời nốt ra khỏi phiến đá mặc cho đuôi nó quật đen đét vào người nguyệt cứ thế xách con kỳ đà đi một mạch về nhà chưa hết bắt kỳ đà đã khó nhưng xem ra uống mật nó còn có vẻ khó hơn nó đắng không thể nào so sánh với cái gì được cả nghĩa là đắng nhất trong các thứ đắng mấy bệnh nhân đâm sợ nguyệt lại đến cô nếm luôn một ít mật sống ngay trước mặt các bệnh nhân để chấn an tinh thần họ y sĩ đơn vị chắp tay vừa vái cô vừa đi giật lùi ngoài những chuyện đó ra nguyệt còn có biệt tài đi sâu vào tâm lý hiểu thấu những uẩn khúc éo le trong tư tưởng của đồng đội và có những cách giải quyết rất giản dị mà đạt kết quả tốt ví dụ có một cô bị thương vào ngực vú bị một vết sẹo lớn rất khổ tâm đối với người yêu cô này băn khoăn mãi không biết có nên cho người yêu biết không cho biết trong lúc đang yêu thì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc mà giấu thì không đành lòng thấy cô này giàu dĩ nguyệt đi sâu tìm hiểu cuối cùng phát hiện ra chuyện đó nguyệt đến gặp anh kia và lựa lời ướm hỏi biết anh kia là một người can đảm thủy chung nguyệt bố trí cho hai bên gặp nhau tạo điều kiện cho anh chàng tận mắt thấy sự tổn thất khắc nghiệt đó và vấn đề được giải quyết ổn thỏa nhẹ nhàng và vân vân nghĩa là chuyện của nguyệt thì kể hàng tháng không kể hết thật và bây giờ nguyệt lại sắp sửa làm một việc tương tự biết quang đang buồn về chuyện ông cụ thân sinh vừa mới mất sau bữa cơm trưa cô rủ thảo quế và mấy người bạn nữa ngồi trò chuyện với nhau ở gian ngoài căn hà nhà hầm của Quang nằm. Chuyện quanh một lúc, Nguyệt biết Quang thức, liền hỏi Thảo. Cậu có biết anh Chi Ba Lì không? Thảo gật đầu. Biết, anh Chi trước lái xe hậu cần của Tuyến, sau bị thương, hỏng mất một mắt, giờ về làm điều độ ở trạm Baria đây chứ gì? Đúng đấy, nhưng cậu có biết chuyện gì về anh ấy không? Thảo lắc đầu. Chuyện hay hay chuyện dở? Chuyện dở mà rồi hóa thành chuyện hay. Và Nguyệt bắt đầu kể nửa tiếng Hà Tĩnh, nửa pha tiếng Bắc. Mới cách mô độ 4 năm bữa, Chi đang ngồi gác barrier thì có một đoàn xe chở hàng đặc biệt đi vô. Bấy giờ vào khoảng 10 giờ đêm, trời mưa to nên quãng đường ở dốc ba tầng bị lầy. Xe ra xe vô không biết tránh nhau ra răng mà tắt đường. thấy vậy, Chi ngăn xe lại, nó cho đi vội. Ông tiểu đoàn trưởng phụ trách đoàn xe thấy rứa, liền dùng vô tuyến liên lạc thẳng với đơn vị phía trước. Vì đơn vị này đã vượt qua dốc ba tầng Thành ra nó biết có ách tắc Ở đấy nên trả lời là đường tốt Rửa là ông tiểu đoàn trưởng xăm xăm Đến trước trạm barrier hỏi vô Nói như quát Ra răng mà các anh không cho xe đi Cậu chi nhà ta ngồi so ro trong trạm Trả lời giống một Tắc Ấy xưa ni anh Anh ta vẫn rửa Ăn nói cứ nhát gực Người nói biết tính Nghe như đấm vô tai Rửa là ông tiểu đoàn trưởng nổi đoá la lên Các anh mần ăn như rửa à Ai bảo các anh là tắc đường có cái đầu của anh tắc thì có Chứ đường tắc bao giờ Chị ta cũng bắt đầu nổi cái máu ba lì lên quát lại À anh mắng ai đấy Đã bảo tắc là tắc Chui vô để chết cả lũ trong ấy à Anh tưởng cái chức tiểu đoàn trưởng của anh Nó to lắm đấy phỏng Đổ vô kỷ luật Ông tiểu đoàn trưởng bị mắng Trong khi ông vẫn yên chí là anh Baria Quan Liêu Nên lần này ông phớt cả nội quy cấm Không được vô trong trạm gác của điều độ viên sừng sộ May mần ăn cẩn thận Không có ta bắn vỡ sọ ngay bây giờ Đường tắc ở chỗ nào? Nói ngay! Về cái khoản gan lì và bướng bình thì xưa ni chi vẫn nổi tiếng. Anh ta phanh ngay ngực áo ra, quắc mắt, nhìn vô mặt ông tiểu đàn trưởng hét. Đây, có giỏi cứ bắn đi, mẹ à kiếp. Anh ta định chửi tục một câu, nhưng bỗng anh ta hốc mồm cứng lưỡi ra, ú ớ. Kìa bố, bố vô bao giờ? Đến lượt ông tiểu đàn trưởng cũng tròn xe mắt kêu lên như bị nghẹn. Ơ, ờ, con, thằng chi, mày ở đây ư con? Hai bố con vừa nhận ra nhau, chưa kịp chuyện trò gì thì điện thoại báo thông đường rứa là họ đành chia tay nhau trước khi đi ông bố chỉ kịp rúi cho con bao thuốc lá và hẹn hôm ra bố sẽ vô thăm còn cậu chi nhà ta thì hết cả ba lì với bốn lì lách cách rượt theo xe khóc như trẻ con chả là mấy năm ni bố đi chiến trường ra con vô hỏa tuyến chẳng gặp nhau mà cũng nọ có tin tức chi mô cả khoảng gần sáng trong khi chi đang phấn khởi chia thuốc lá cho anh em thì nghe điện thoại từ A1 báo về. Bố Chi vừa hy sinh trên đèo Bui vì đường tránh cô tan lại tắc không đi được. Nghe đến đây, Thảo ôm mặt khóc nấc lên. Quế cũng ngạn ngào lau nước mắt. Còn mấy người ở trạm đã biết chuyện thì chép miệng. Mà cái cậu ấy gan thật. Vào chôn cất ông cụ xong quay về, lại ngồi lì ở Baria suốt từ hôm ấy đến nay, cấm nghỉ buổi nào. Lúc ấy, nếu ai để ý sẽ thấy, ở gian trong có tiếng người cựa mình trên võng bạt. Quang đã lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra không phải chỉ riêng mình. Câu chuyện hình như đã nâng anh lên, khuyến khích anh cố chế ngự nỗi đau đớn tưởng chừng như không thể nào chịu đựng nổi. Đến bây giờ, anh mới thấy mình bắt đầu hiểu thế nào là một mất một còn. Đêm hôm qua, khi xe đưa anh vào tuyến, đến trạm barrier, anh vẫn thấy Chi làm việc. Anh có mời Chi một điếu thuốc lát thủ đô, gọi là có tí quà của người Hà Nội vào. Anh thấy Chi cầm điếu thuốc cảm ơn, nhưng không hút anh tưởng Chi để dành và hơi ngạc nhiên vì xưa nay Chi không thế bao giờ. Trông vẻ ngoài, Chi vẫn lì lợm hơn trước. Nhưng bây giờ biết chuyện, Quang mới thấy cái lì lợm của Chi cao cả biết chừng nào. Ôi, một ngày có biết bao nhiêu chuyến xe qua lại, có biết bao nhiêu con người đi ngược về xuôi, nhưng mấy ai đã hiểu rõ được người gác chạm barrier bình thường giản dị đó. Câu chuyện còn làm Quang suy nghĩ đến tình hình cô tan. Thế là đường qua cô tan vẫn tắc, đường tránh cũng tắc, quãng đèo tabula bui và khu vực yên ngựa udin bây giờ đang ủn ứ lại mọi thứ và quang hiểu rằng mạch máu giao thông tiền phương chỉ cần ứ lại một giờ thôi cũng đủ xảy ra vô khối chuyện đau lòng như câu chuyện của hai bố con cậu chi vừa rồi mà thật khó nói tuy chưa nhận nhiệm vụ cụ thể nhưng quang cảm thấy mình cũng là một trong những người chịu trách nhiệm về sự ủn tắc đó một lúc thì quang dậy gian hầm ngoài chỉ còn thảo và quế vừa thấy quang bước ra thảo báo tin luôn chính ủy sơn và thủ trưởng đức gọi điện hỏi thăm anh nhưng em báo cáo là anh đang mệt chưa dậy nên các đồng chí hẹn tối nay sẽ gặp quang có vẻ áy náy sao thảo không gọi mình một tí thế đã hỏi chuyện chị nguyệt xem tình hình xe vào đêm nay thế nào chưa thủ trưởng đức cho biết là tối nay ta cứ đợi ở đây các anh ấy sẽ cho xe đón về quang khẽ thở dài rượu vợi thế làm gì có cái ba cầu nào thì chúng mình ngồi một cabin cũng đủ sao thảo không báo cáo với các anh ấy không cần cho xe ra có được không dạ có em cũng nói thế nhưng thủ trưởng đức lại bảo em sao dạ thủ trưởng bảo em là không nên can thiệp vào công việc của các thủ trưởng quang im lặng đi sang hầm rửa mặt trong thâm tâm tự nhiên anh cảm thấy mình có lỗi mấy hôm nay tính tình anh hơi khác trước anh ít chú ý đến xung quanh và điều đáng trách nhất là hình như anh cho rằng anh có quyền được mọi người chăm sóc không được Quang vừa cúi đầu vụt mặt xuống chậu nước, vừa tự nhủ. So với những mất mát của mọi người xung quanh, chuyện riêng của mình không phải là một điều quá lớn. Ngay đến cả cậu Chi Ba Lì, mấy hôm nay mình thật đáng trách quá, nhất là đối với Phương Thảo. Trên một đoạn đường dài và vất vả như thế mà mình phó mặc cho Phương Thảo lo liệu tất cả. Thao nước lạnh làm Quang tỉnh táo hơn. Anh lắng nghe những tiếng nổ kéo dài, ầm ì như sấm từ xa vọng lại. Có lẽ chỉ trong vòng 10 tiếng nữa Quang sẽ có mặt ở giữa vùng sấm sét đó. Và lúc ấy, anh sẽ thỏa sức băm vằm rằng xé, thỏa sức gầm thét trả thù, chất nổ sẽ đập tan chất nổ. Còn con đường vẫn mãi lượn vòng qua đầu xóm Nghĩa Phương. Quang thẳng thốt cảm thấy mùi nhựa đường như vẫn quyện theo anh vào tuyến. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.